xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Check-in Hải Phòng. Và ngày hôm nay mình và bạn Anh Quân này sẽ cùng uống quán chè Hoa Phượng để chúng mình cùng thưởng thức và xem ở đây có điều gì độc đáo. Và bây giờ hai chú cháu mình cùng vào khám phá nhá. Ok, chào. Sau một thời gian chúng mình chờ chè ra và chờ các bạn mình đến, và bây giờ chè đã ra và các bạn mình đã đến. Bây giờ chúng mình cùng thưởng thức cái món chè này, và đặc biệt là ở đây thì khá là nhanh, khoảng tầm các bạn đến đây khoảng tầm 5 phút thôi là chè sẽ ra và sẽ làm luôn. Và đây là kem trái dừa mà anh Quân đã gọi của anh Quân đây. Đây là chè của mình. Ok, các bạn đừng đi chè. Thấy sao? Ngon không? Ngon không? Cháu thấy như nào? Thấy ngon. Thấy ngon, thấy tuyệt vời. Thế thì cháu thấy cái vị như nào? Vị rất ngon. Vị rất ngon. Ok, và mình gọi chè Cúc Bạch, và đặc biệt là chè Hoa Phượng này rất là đông khách, và chè Hoa Phượng mở cả ngày. Chè Hoa Phượng thì nếu mà nói người dân ở thành phố Hải Phòng thì đã biết đến chè Hoa Phượng này khá lâu rồi. Mở rất là lâu rồi, từ khi mà cái giải trung tâm này là chưa chỉnh trang cơ. Và mình nhớ ngày bé mình cũng được ăn ở đây rất là nhiều lần, và ở đây thì mở cả ngày và buổi tối là thời điểm đông khách nhất. Và đặc biệt vào những ngày hè này thì có những cái loại chè bí và kem ở đây khá là đa dạng và phong phú quanh năm, và hoa quả ở đây rất là tươi. Như ở đây có chè đẹp trái dừa, và mình đã chọn chè Phúc Bạch là một trong loại chè mà ở đây khá là ok. Khi mà các bạn vào đây, ngoài việc các bạn ăn những loại chè để thú vị, ở
đây thì sẽ có cái đầu tiên đó là cái kem trái dừa và kem xôi, hay là kem xôi trái dừa và đặc biệt có chè cúc quạch và chè hoa quả là một trong những cái chè rất là phổ biến ở chè Hoa Phượng. Và ngoài ra các bạn còn có một số loại bánh, ví dụ như bánh phi kem hay là bánh phở lan hay bông lan trứng muối, và một số cái bánh mút chanh leo cũng nổi. Bài bánh mút chanh leo thì ở đây rất là đa dạng nên là các bạn có thể vào đây, và giá thì khá là ok, giá cũng rất là bình dân. Dao động và vì cái cốt trên cung đường 117 tấn này và giá thì dao động từ 30 cho đến 50 nghìn, và các bạn rất là thoải mái khi có thể ngồi lên một cái rất là thoải mái và vào những buổi tối hoặc buổi chiều. Like, subscribe. Mình trên điện thoại phòng của chúng mình nhá. Hi, chào.